Chào chị. Có điều gì? Báo cáo đồng chí là tôi đến báo cáo đồng chí là có một số vấn đề quan trọng. Thế chị chờ một chút nhé. Hôm nay là cơ quan tôi có ý tưởng, chị chờ một chút. Báo cáo đồng chí là vừa rồi là tôi đi chợ về, tôi có gặp một cô gái mẹ đơn thân, thì đi chợ thì cũng chẳng biết là đầu tư như nào, thì thấy cô ngất ra đường, thì tôi giúp đỡ cô ấy, thì lấy xe và cho cô ấy đỡ khổ. Thì cô tỉnh dậy thì cô bảo là cô bị cướp. Thế thì tôi cũng chẳng biết là thế nào cả. Thì hỏi cô bảo là cướp tiền với lại xe đạp. Thế là hai mẹ con nằm xuống đấy thì tôi giúp cô ấy. Thế thì hôm nay đến cơ quan trình báo công an để đến giúp cô ấy. Chào cô nhé. Là tôi nhận được cái đơn trình báo của chị này, nên tôi xuống tôi xác minh sự việc nên là tình hình nào. Để xong rồi chúng tôi sẽ có cái phương án để hỗ trợ hai mẹ con nhé. Bây giờ cô trình bày sự việc nhé, tôi đi lại để tôi báo cáo cấp trên. Nào mời cô trình bày sự việc. Có một thằng kiểu như là chọc chọc cái đấy, cao tầm độ 1m7, đen đen. Hôm đấy em đang nhắn nốt sát vụn cái bãi rác đấy thì em để xe ở trên lầu cả con em nữa. Em xuống rửa tay, em mạnh lên, đã thấy nó ra là cướp túi tiền với cả xe của em. Thì em có dặn con với nó, và có đánh nhau với nó. Có hết thì sao thì bắt đầu bị nó. Tôi nắm được cái thông tin trình báo của chị Len rồi, giờ chúng tôi xác minh với chị đây. Giờ tôi muốn xác minh chị hai vấn đề. Thứ nhất là tài sản chị mất là có nhiều không? Số tiền của chị mang theo là ngày 27/6 đấy không được. Chị mang ít thôi ạ, chắc là mang không cả xe đi ạ. Có cả sắp phụ ở trong đấy, em cũng chả biết là năm đấy thì sẽ đi bán được bao nhiêu, nhưng có cả cái xe đạp nữa. Chứ là cái sò sẽ mới sắp phụ nữa. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái khi mà chị chẳng có
hay là đánh đụng như này của cái người đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng với cái trường hợp của chị này, chúng tôi sẽ lưu tâm hơn, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ trong cái thời gian điều tra này sẽ rất là khó khăn, nhưng mà với cái trường hợp của chị thì chúng tôi sẽ lưu tâm. Thế nên là thông qua sự việc này như thế này thì chúng tôi sẽ về những chuyện thế này nhân viên tra tìm hiểu. Mong rằng các anh giữ tình cảm, mong rằng em muốn nuôi con không? Cô sẽ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng nhé. Cái trường hợp của cô là đã được làm được rồi, sẽ cố gắng điều tra cho chị rồi. Đấy, thì mình sẽ cố gắng là đẩy mạnh cái công tác điều tra. Trang sự và các đồng chí cơ quan chức năng để giúp đỡ mẹ con nhà cháu nhé. Vâng, cảm ơn đồng chí nhé. Vâng, một cái quá chị nhé. Vâng. Lực con là chả có gì khó khăn lắm đâu chị. Tập đồ hoa quả mẹ con ăn nhé. Ấy, này công an đến rồi đấy. Nè, ăn đi con. Vâng. À, bác con ăn. Ăn đấy con ạ. Ăn đi cho con ăn. Mày ơi, thôi đi chưa nào? Đây, ăn đi. Mẹ con ăn đi, rồi cố gắng. Giờ đến mai công an họ xem, họ có tìm cho được xe mi tiền đó. Tổng thống công an Việt Nam có lắm rồi, họ sẽ tìm ra tội phạm. Ăn cho nó khỏe rồi mẹ con lo cho nhau nhá. Này bà đi chợ mua đồ ăn rồi xong bà nấu cơm, cả nhà ăn cơm nhá. Ủa
đây có rau ở đây. Vâng ạ, ba để lấy con. Đưa bà lấy nước con. Thôi bà ơi, bà cứ đặt thân này cho bà lên xem. Cho bà con gấu cho bà. Nào, cậu thờ đâu rồi? Ha, ở đây chờ ngoan đấy nhá. Mẹ nó mơ. Nào, sao không chạy à? Ăn lắm nhỉ? Ông bảo ăn lắm ấy. Ăn để mẹ nấu mơm nhá. Yêu quá. Thơm bà nè, thơm bà nè, thơm bà nè. Thơm à, thơm nè. Thơm quá, thơm quá, thơm. Vâng.
Thank you.